chiều hà su ba ra sang gia thà mu hút tâm ma bi tề quỳnh nhu bàn đi tầng đa di ru bà sa ti kiếp bằng thầm mừng đi cha na ti chiều hà su ba ra sang gia thà. Phút giây thân cận đại hiền với người hữu trí là duyên vạn đời, thấy ngay chánh pháp tuyệt vời, lưỡi kia nếm thưởng biết nồi canh ngon, phổ thơ của hòa thượng giới đức. Dạ, mến mời Sistina tiếp theo ạ. Dạ, con kính cảm ơn cô, con kính tỉnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính tỉnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, và con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 65. Muhutta ma piche vinyu banditam pa yirupa sati kippang thamman vichana ti chuha su parasang yatha. Người trí dù một khắc thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị canh của hòa thượng Thích Minh Châu. Muhutta ma piche vinyu panditam pa yu pa sa ti kim pang tham mang vi jana ti chu vi ha su pa ra sang ya ta mu hun ta man ti che win yu panditam pa yu pa sa ti kim pang tham mang vi jana ti chu vi ha su pa ra sang ya ta. Phút giây thân cận đại hiền với người hữu trí là duyên vạn đời, thấy ngay chánh pháp tuyệt vời, lưỡi kia nếm thưởng biết nồi canh ngon của hòa thượng giới đức. Và con kính tri ân quý sư và đạo tràng, con kính mời vị kế tiếp. Sa thú lành thành. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức trời đức, kính lễ quý tu nữ, kính lễ cô tu nữ Dhammachari, kính chào đạo tràng. Và bây giờ tự nhiên xin kệ kinh pháp cú số 65. Nhà giáo Hương Minh. Muhuttamapi chê vinh nhu ban di tăng ba di ru ba sa ti khi bằng tham măng vi cha na di chư hà su ba ra sang yat tha. Mu ta ma bi chê vinh nhu ba di ru ba sa ti khiết bằng tham măng vi cha na ti chiêu hà su ba ra sang gia ta mu hu ta ma bi che vinh nhu ban đi tăng ba di ru ba sa ti thì bằng tham măng vi cha na ti chiêu hà su ba ra sang gia tha mu hu ta ma bi che vinh nhu ban đi tăng ba di ru ba sa ti khi bằng tham măng vi cha na ti chiêu hà su ba ra sang gia tha. Người trí dù một khắc thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị canh, phổ thơ này của hòa thượng Minh Châu. Phút giây thân cận đại hiền với người hữu trí là duyên vạn đời, thấy ngay chánh pháp tuyệt vời, lưỡi kia nếm thưởng biết rồi canh ngon. Dạ, phổ thơ này của hòa thượng giới đức. Dạ, tự nhiên đã kể xong. Dạ, bây giờ thấy tín hiệu của
Xích Trần Đạo. Dạ, để tiếp nối chương trình, mời Trần Đạo và kính thỉnh cô Mátri kể nhé. Dạ, tùy nhiên xin xuống mất ạ. Kính đảnh lễ thượng tọa minh hạnh đại đức đạo đức, kính lễ cô tu nữ tham ma cha ý, cô tu nữ trụ viên, kính chào với anh chị đang đạo tràng, con xin kể kinh pháp cú số 65 ạ. Mẹ hô ta ma đi trên anh đi con ra mẹ ba xa kỳ thì tặng thăm ma vì cha ra đi Ya Suba Ta Sangya Ta Mohita Ma Vijje Vinyo Panditang Ba Yiru Pasate Hitam Tamma Vijjanati Ya Suba Ta Sangya Ta. Như trí vì một pháp, thân cận người có trí, biết ngay trên nhiều pháp như những cái vị canh, đó là bổ câu của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Một phút câu ma vị chế vị ngô băng đi tăng ba vị ngô ba xa tư thì tấm thấp mau vị trả ma tư thì ha su ba vị xa ngô ba. Phút giây thân cận đại hiền với niềm hạnh trí là duyên dạng đời, thấy ngay chánh pháp tuyệt vời, nữ kính thử biết mồi canh ngon, đó là khổ thôi của Hòa Thượng Giới Đức. Và cảm ơn cô Bác Phương Nga ta bác bài ạ. Con xin gửi mít lời cho đạo tràng ạ. Sa tu lành thầy Xích Trần Đạo. Nam mô Phật Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya, kính đại lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ cho Đại Đức Tăng Chẳng Đạo Tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp của số 65. Dạ, cảm ơn Xích Trần Đạo, Xích Tạm Đông, Xích Nhật Huyền mới vào room cho biết nghe rõ. Mohutama piche vinyo panditang payiro pasati hipang thamang vichanyati jivha suparasang yatha. Mohutama piche vinyo panditang payiro pasati hipang thamang vichanati chiuha suparasang yatha. Người trí dù một khắc thân cận người có trí, biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị canh. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Phút giây thân cận đại hiền, với người hữu trí là duyên vạn đời. Thấy ngay chánh pháp tuyệt vời, lưỡi kia nếm thưởng biết nổi canh ngon. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức và Nam Mô Phật Thầy á. Dạ, kính mời cô tu nữ Thammachari, không biết cô có chiếc máy không ạ? Chắc cô không có chiếc máy sao? Kính mời Xích Trần Huyền nha, nếu cô tu nữ Thammachari không có chiếc máy. Dạ, sa thú kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á. Dạ, cảm ơn Xích Trần Đông, cô tu nữ tài duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, cảm ơn Xích Trần Đạo. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tăng Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Nhẫn, Đại Đức Tài Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Thammachari.
cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ cảm ơn cô cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện trong đạo tràng. Dạ Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Viriyatana. Dạ con xin được ông bài câu pháp của kinh số 65. Dạ nếu mà con thấy bây giờ đã đến giờ rồi, không biết để Đức Tề Nhẫn có hoan hỷ cùng chúng con ôn bài không thì con cung thỉnh sư ạ. À. Dạ Nam Mô Bụt Thầy á. Dạ nếu sư hoan hỷ ôn bài với chúng con thì con cung thỉnh bằng tay của sư ạ. À. Dạ để Đức Tề Nhẫn cho con xin một tín hiệu bạch sư. Tại hôm nay con thấy sư vào hơi trễ, đáng lẽ sư đầu giờ sư đã ôn bài nên con không biết có thỉnh sư có. Dạ thôi xin con ôn bài đi để sư có thời gian chuẩn bị bài học. Dạ cảm ơn Minh Bách Thanh Á cho bài học. Cha ram ti ba ha la dum me tha amit te ne wa atana karon ta ba bắc căng cầm măng dân hồ tích katuk cấp pha lăng. Cha ran ti ba la dum me tha amit te ne wa atana karon ta ba bắc căng cầm măng dân hồ tích katuk cấp pha lăng. Người ngu si thiếu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, chịu quả đắng cay. Và đây là... Ôi, con sai rồi. Dạ, ông bài 65. Dạ, con xin sám hối ạ. Dạ, con xin đọc lời. Tại hôm nay máy của con nó bị có vấn đề, nên con vào dung trễ. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Con xin đọc lời. Cảm ơn Minh Quá Thanh Á. Mu hút tam áp bi chề quỳnh nhừ vàn đi tăng bách di ru bà sa ti khít bằng thầm măng quý trà na ti chiều hà sư bá ra sang chá tha. Người trí dù một khắc thân cận người có trí biết ngay chân diệu pháp như lưỡi với vị canh. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Mô hốt tâm ma bị chế huynh nhu bạn đi tăng ba vì ru ba sĩ bạn đi tăng ba vì ru ba sa ti khiếp băng thăm ăn vì cha na ti chiều ha ru ba sang gia tham mồ hôi tam ma bị chê huynh nhu bạn đi tăng ba vị ru ba sa tỳ khiệp bạn thăm ăn vị cha na ti chịu ha su ba ra sang gia tham. Hữu dây thân cận đại hiền với người hữu trí là duyên vạn đời. Hãy ngay chánh pháp tuyệt vời lưỡi kia nếm thử biết nồi canh ngon. Và đây là bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Con thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ sa thú đành thai. Con thành kính lãnh lễ tri ân đại đức tể đức. Đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp cú kinh số 65. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên và quý anh chị em đạo hữu đã hoan hỷ ôn bài. Và bây giờ thì đã đến giờ học bài mới câu pháp cú kinh số 66. Mà con thấy đệ đức già, con thấy sư vào trở lại rồi. Dạ, đường nét của sư bữa nay cũng không ổn. Và Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đăng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta ôn bài pháp của kinh học bài pháp của kinh số 66.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To Arahato Samma Sambuddhasa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi vẫn khoảng, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời, A Nhâm vườn lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử, có năm thầy thinh dự pháp từ. Đó là nhóm Kiều Trận Như, được nệm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giao pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chân thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cà tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ cảm ơn Vinh Bát Tha Na đã cho bài học, và con không biết bây giờ Đại Đức đã đường truyền được ổn định cho bà sư. Nếu sư đường truyền ổn định, sư cho con một tín hiệu để con thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư ạ. À. Dạ Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ Đại Đức tự nhận có nghe được âm thanh con không bạch sư? Con thấy già sa thú đành thai. Dục Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, và con kính nhân mít đánh sư ạ. Dạ, một tuần nữa lại trôi qua. Hôm nay học bài học về nghiệp rất là hay. Quý vị khéo thoát ý, sư sẽ cố gắng truyền đạt tường tận về nghiệp. Bây giờ thì trước khi vào bài pháp, chúng con xin nghiêm tình thân cầu ý cùng với đại chúng làm lễ ân đức Tam Bảo cao thượng. Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Aphivademi Sakhato Phagawata Thammo Thammang Namassami Suvatipanno Phagawato Savakasangho Sankhang Namassami. Con đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi cao thượng, Đức Phật, Đức Thế Tôn, bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ơn đức pháp bảo. Pháp bảo, những lời dạy tuyệt hảo của ngài là những phương đương diệu dược chuyên chữa lành tất cả các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Với những ai có được duyên lành, có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo chánh pháp sẽ chấm dứt sanh tử luân hồi đời này và đời sau. Con xin nghiệm tình thân cầu ý cung kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài đã mô phạm trong quần sanh là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Những ai có duyên lành gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành sanh tử luân hồi của mình và đạt được các ba la mật và chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo trong kiếp sống này hoặc trong kiếp sống kế. Do đảnh lễ ân đức ba ngôi Tam Bảo, phước báo phát sanh nên, chúng con kính dâng phước báo này đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương. Xin các ngài hoan hỷ tùy phước báo thanh cao này và kính chia phước báo này đến tất cả cụ quyền thất tổ, ông bà, cha mẹ, nội ngoại hai bên và tất cả người dân xứ Việt Nam yêu thương của mình, nhất là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mong cho các cô, các chú, mọi gia đình bớt đi những bệnh tật, dịch tai được tiêu trừ. Và kính chia phước này đến tất cả chư Dạ Xoa, Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này để được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Và nhất là kính chư phước lành để đến tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử tùy hỷ phước báo thanh cao này và tinh tấn thực hành diệu pháp.
trong chánh pháp của Đức Phật và sớm trở thành các bậc thánh nhân. Nam mô Bụt Tha nhé. Dạ, mà mỗi ngày trôi qua thì chúng ta lại thấy cuộc sống thì tất cả những cái thấy nghe ngửi đến đụng ngày hôm qua nó đã hoàn toàn diệt đi. Ngày nay cũng vậy. Và ngày mai thì những cái thấy nghe ngửi nếm đụng nó lại rất là mới, nó không phải là cái cũ nữa. Bởi vì không có một con người nào mà chỉ có quả luân hồi, nghiệp luân hồi và phiền não luân hồi. Chúng cứ tiếp diễn ở nơi sáu căn của mình. Ngày nào chúng ta còn vô minh về mắt, về tai, về mũi, về lưỡi, về ý, về sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, thì ngày đó thì nhân và quả và phiền não cứ tiếp tục vận hành. Như vậy pháp thì ở khắp mọi nơi và chúng đang diễn ra. Trong nhà của các bạn thì nếu mà chúng ta khéo hiểu pháp thì chúng ta thấy chỗ nào cũng quẩn, cũng xứ, cũng giới, cũng đế. Ví dụ như giờ chúng ta thấy cái ca, cái ly, nếu mà chúng ta khéo nhìn vào pháp thì nó cũng là quẩn, là xứ, là giới, là đế. Chúng ta nhìn vào con hay vợ, nó cũng là quẩn, là xứ, là đế. Và chúng ta nhìn vào tâm của mình thì nó cũng là quẩn, là xứ, là đế, là giới. Nó hết sức là thiết thực hiện tại. Chắc chắn rồi, chúng ta không thể nào giác ngộ ở trong kinh được. Mà chúng ta từ kinh lời dạy, từ những cái ngôn từ mà Đức Phật để lại, chúng ta phải khéo học, khéo biết về cái hiện tại cuộc sống của mình. Những người giảng diệu pháp mà không truyền đạt cho người nghe về những cái pháp hết sức thiết thực hiện tại nơi nơi đời sống của chính mình thì đó là một lỗi lầm. Kiếp sau không phải là ai đó, là chúng ta tái sanh, mà kiếp sau chính là nhân và quả, là phiền não. Nếu mà phiền não nhiều thì tạo ra nhiều nghiệp ác và tái sanh vào những cái nơi không được vui. Mà kiếp sau mà ở đây chúng ta được tạo những cái phước lành thì những cái nghiệp này nó lại tái sanh ra những cái thấy nghe người nếm đụng an vui. Nhưng mà tất cả những cái thứ đó, dầu thiện hay bất thiện, chúng cũng đều là vô thường, là khổ, là vô ngã, là hữu vi, là biến hoại, là đổi thay, là chia ly, là vĩnh viễn ra đi trong từng khoảnh khắc mà không có một ai ở đây hết. Mọi thế gian không có con người, không có đàn ông, không có đàn bà trong cái thực thể của các pháp. Chúng chỉ có tính chất cứng, mềm, nóng, lạnh, màu, mùi, vị, dưỡng chất, những cái cảm thọ vui buồn, những cái xúc thọ tưởng tư mà mỗi mỗi trong từng khoảnh khắc. Chúng ta cần phải nhận biết thì chúng ta mới thấy được vô minh và phiền não nó quá lớn trong đời sống của chúng ta. Nó ẩn lấp sau những cái tướng, những cái bóng hình qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân, qua ý mà thôi. Hãy cất bước đi trên cái con đường này rất là gian nan. Chúng ta đừng có nghĩ rằng cái thấy, cái nghe là đơn giản. Nó vô cùng là thâm sâu. Từ những cái thấy nghe này, chúng sanh không hiểu mà tạo ra những nghiệp ác và trầm luân sanh tử. Cũng từ những cái thấy nghe này, các bậc hiền trí đã thấy ra chúng là giống không, là vô thường, là biến hoại, là đổi thay, là pháp hữu vi, không có một con người, ai hay là chúng sanh nào ở đây cả. Hãy luôn luôn nhớ, hãy luôn luôn nhớ, nhớ thật là sâu, để thấy rằng Đức Phật nói mắt là vô thường, cái thấy là vô thường, nghe là vô thường, âm thanh là vô thường, tất cả pháp hữu vi. Thì chúng ta luôn luôn hãy nhớ cái điều đó. Một Đức Phật có nói trong kinh, bất cứ một cái sa môn nào mà giảng dạy diệu pháp của Như Lai mà không nhắc về vô thường, khổ và vô ngã với các pháp hữu vi thì cái người đó không xứng đáng là con của Đức Phật. Do vậy chúng ta cần phải luôn luôn nhớ ba cái pháp ấn này mà Đấng Cha Lành đã để lại để chấm dứt sanh tử luân hồi khổ đau. Bây giờ thì chúng ta đi vào cái bài pháp của bài pháp 66 này, trong câu kinh số 66. Trước khi 67 hả? Bài kinh số mấy xin quên rồi. Người ngu, người trí đây.
giao chung đời người chi khác. Đúng rồi, bài kinh số 66. Chúng con xin đọc một lần ạ. Cha danh tí ba la tham mê tha. Tham mê tha. Amit te ne wa an tắc ma an tắc na. Karonta ba bác căng căm măng dân hô tí. Các tú cấp phạt năng. Trong khi làm nghiệp ác là việc làm có quả báo đắng cay. Những kẻ ngu có trí tội cư xử đối với bản thân như là cư xử đối với kẻ thù. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây Ngài nói cái kẻ ngu. Kẻ là gì? Kẻ ngu là không có biết về pháp. Kẻ ngu là kẻ mà đắm nhiễm trong các dục. Và kẻ ngu ở đây là không biết về tứ niệm xứ, không biết về tứ thánh đế, không biết về cái sự tịch tịnh của Niết Bàn. Đều được gọi là kẻ ngu hết. Kẻ ngu hết. Như vậy chúng ta học Phật Pháp, con của Phật thì không thể làm kẻ ngu được. Chúng ta ngu với đời, chứ đừng ngu với Pháp. Bởi vì Pháp của Đức Phật rất là tuyệt, tuyệt hảo. Cái từ chá danh tí, cái căn của nó là căn cha. Tiếp biến ngữ của nó là anh tí. Nó là một cái động từ, ở đây chia theo tha động từ. Và ở thể hiện tại, ngôi thứ thứ ba là sống. 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 Cái từ ba lá, là một cái danh từ năm tánh chủ cách số nhiều, những kẻ ngu. Những kẻ ngu thì chúng ta biết nè, ở đây ấy, kẻ ngu là người tàn tật, người nghèo, người giàu, người sang, người trí về cái thế gian. Dầu là người ta có sản xuất ra máy bay vũ trụ, người ta có bay lên cung trăng hay chăng nữa. Người nào mà không hiểu lời dạy của Đức Phật, thấy các pháp là vô thường, thì đều là kẻ ngu hết. Đều là kẻ ngu hết. Người nào mà không thấy cái pháp tứ niệm xứ, không thấy được cái tứ thánh đế, đều được gọi là kẻ ngu hết. Kẻ ngu là gì? Kẻ ngu là cứ đắm nhiễm vào trong sâm tử luân hồi. Người nào mà, kể cả là cái người mà tu tập trong giáo pháp của Đức Phật mà mong muốn sanh về cõi này, cõi kia, cõi trời, cõi giết, đều được gọi là kẻ ngu hết. Phải luôn luôn nhớ điều đó. Rồi cái từ đam mê tha. Tâm mê tha là một cái nhóm từ nam tánh chia theo chủ cách. Nó gồm có cái từ mê tha cộng với đuốc. Số nhiều, ở đây thì số nhiều là những người thiểu trí. Những người thiểu trí. Đuốc là thiếu, khỏi hay là xấu, nó có ba cái nghĩa. Cái từ metta là một cái danh từ trung tâm chỉ cho trí tuệ. Cái từ amittenewa, amittenewa, ewa, amittena. Nó là một cái danh từ lam tánh. Ở đây chia theo sử dụng cách là với kẻ thù. Tiếp đầu ngữ á là không. Cái từ mít tá là một cái danh từ lam tánh, có nghĩa là bạn bè. Bạn bè. Cái từ an tá na là an tá á tá là một cái danh từ lam tánh. Câu kệ này được chia theo sử dụng cách là với bản thân của mình. Với bản thân của mình. Karonta. Karonta là nó cũng là một cái động từ mẫu của nó là caroti đó, caroti. Căn của nó là ở đây nó chia theo hiện tại phân từ nên là nó được là caronta, nó biến thể thành caronta. Chia theo lam tánh chủ cách số nhiều là trong khi làm hay là đang khi làm. Papakan, papaka, papá cộng với cá là một cái tánh từ trung tánh.
Ở đây chia theo đối cách là ác. Papá là danh từ trung tánh, tức là việc ác. Việc ác. Việc ác ở đây là những việc gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đâm thọc, nói hai lưỡi hết. Vâng vâng. Tiếp đầu ngữ cá là chỉ cho sự sở hữu. Câm má ở đây chỉ cho nghiệp. Danh từ trung tánh chia theo đối cách việc làm hay hành động, nghiệp. Dân là một cái đại từ quan hệ. Ở đây là trung tánh chia theo chủ cách. Số đơn là người đó. Còn cái từ cáp tú, cáp phản năng, nó là một cái hợp từ cáp tú cộng với phá lá. Nó là nhóm từ trung tánh chia theo chủ cách, là có quả báo đắng cay, có trái đắng cay. Cáp tú cá, tính từ đắng, phá lá, danh từ trung tánh chỉ cho quả. Và ở đây Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch năm thể, năm thể kệ là: người ngu si thiểu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các nghiệp không thiện, phải chịu quả đắng cay. Còn Ngài Minh Đức Triệu Tâm Ảnh, Ngài phổ thơ là: ơi người hiền trí đại ngu, ơi người thiểu trí đại ngu, nại xem tự ngã kẻ thù khốn thay, trở đi lộn nạn chốn này, mãi tạo ác nghiệp khổ này ai mang. Đó là phổ thơ của Ngài Thượng Tọa Giới Đức. Và câu kệ 66 này được Ngài Pháp Minh Ngài thi kệ là: kẻ ý, kẻ nghịch cùng đi, lát nghiệp đã tạo để chịu quả đắng cay. Và câu kệ pháp cú này được Đức Thế Tôn thuyết ra khi Ngài an ngự tại quê Lú Quá Lá, và đề cập đến cái vị thiện giác cùi xuất bá bút thá của tí cút thí. Cút thí là cùi hết. Và cái ông Sắc Bá Bút Thá cũng gặp Đức Thế Tôn khi mà ông đi nghe pháp. Khi mà ông Sắc Bá Bút Thá cùi á, thì một hôm ông ngồi ở cái vòng ngoài cái vòng cái chỗ hội chúng, ông nghe pháp do Đức Thế Tôn thuyết giảng xong, thì tâm của cư sĩ Sắc Bá Bút Thá thì khởi chứng đắc quả Tu Đà Hoàn. Và chúng tôi đã nói với quý vị rất là nhiều rồi, là chánh niệm và trí tuệ đó, nó phải hết sức tự nhiên trong đời sống của mình. Không thể nào chúng ta ép cái tâm của mình vào một cái đối tượng nào đó mà đắc được đạo quả. Đạo quả nó sanh lên là vô cùng tình cờ, nhưng mà nó cần phải được vun bồi với trí tuệ trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Như vậy cái mà nghe pháp về thực tại trong đời sống hàng ngày nó quan trọng và nó hết sức nhẹ nhàng. Chúng ta mà ép cái tâm của mình vào bất cứ một cái phương pháp nào thì chúng ta đã xa rời cái giáo pháp của Đức Phật. Và chúng ta phải nhớ rằng cái con đường nhân duyên này nó chỉ có trung đạo làm đầu thôi. Chúng ta chỉ cần đi chật một chút xíu là mãi mãi không bao giờ mà lật con đường chánh pháp, rất là tai hại. Và giáo pháp của Đức Phật tại sao nó mất đi? Tại vì người ta cứ học xong rồi người ta đẻ ra một cái trường phái cho riêng mình. Người ta muốn đệ tử
muốn có một đám đông, muốn có một hội chúng. Người ta cứ nghĩ rằng đó là mình thành công trong giáo pháp của Đức Phật. Nhưng sự giác ngộ chúng ta để ý xuyên suốt trong kinh điển, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Chỉ có mỗi một con đường là hiểu nhân duyên về các pháp với con đường trung đạo. Chánh chi kiến phải đi hàng đầu, không có định biết gì ở đây cả. Bởi vì bất cứ khi nào có hiểu biết ở đó thì chánh niệm và chánh định đã có ở đó rồi. Và kể cả những người tu thiền định mà không có chánh kiến đi trước cũng không bao giờ đắc được cái thiền định đúng như lời Đức Phật dạy. Bởi vì chúng ta biết đó, định đó thì nó không có hiểu biết gì cả. Và định, cái sát la định, nó là một sát la gọi là trong tất cả tâm. Thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, tham, sân, si, không có tâm là không có sát la định đó. Không có sát la định làm sao mà chúng ta thấy được cảnh, làm sao mà chúng ta nghe được âm thanh. Chính vì định, nó định trên đối tượng nên mới có cái nghe âm thanh được. Và chúng ta bỏ quên cái con đường phát triển trí tuệ trung đạo là rất nguy hiểm. Qua những cái câu này chúng ta thấy đi, rất là ngài Xá Lợi Phất, Đức Mục Kiền Liên, năm vị Kiều Trần Như, các ngài đều là đắc thiền hết rồi. Tại sao các ngài lại nghe về Tứ Thánh Đế? Đức Phật nói lên một cái là các ngài chứng đạo quả liền. Và chúng ta về để ý, tại sao mà Đức Phật lại bỏ hết tất cả các loại thiền khi ngài còn là Bồ Tát? Thiền phi phi tưởng xứ. Như vậy cái mà cái thiền gọi là cái chánh định mà ngài giảng thuyết, cái diệu tứ diệu đế mà ngài chứng đắc đó, chúng ta phải hết sức là phải suy xét thật là kỹ. Vì tâm nó không bao giờ bắt hai cảnh bao giờ cả. Tâm nó không thể bắt hai cảnh được. Như vậy cái đối tượng của thiền quán là nó khác hoàn toàn. Và cái đối tượng của thiền định nó khác hoàn toàn. Chúng ta không thể trộn cái thấy thành cái nghe được. Nó cũng như vậy. Khi cái thấy, thấy đối tượng thì giác. Nếu mà nó không diệt đi, nó chưa diệt đi thì không thể có cái sanh khởi được. Đó là bản chất của các pháp. Nó chỉ sanh một đối tượng trong một thời điểm và rồi diệt đi. Ở đây chúng ta phải hết sức lưu ý về cái vấn đề mà học pháp, hành pháp. Nếu pháp học của chúng ta nó không đủ tiêu chuẩn thì nó không bao giờ tiến tới cái tuệ giác, tuệ thực hành, tuệ hành, pháp hành. Pháp hành nó không đúng thì làm sao mà pháp thành nó đúng được. Cái vấn đề chúng ta cần phải hiểu biết. Thì ở đây, qua đây thì chúng ta cũng thấy, khi mà vị này ngồi ở ngoài vòng cử tọa thôi, nghe pháp của Đức Phật. Và chúng ta thấy trong suốt kinh điển là người ta đều nghe pháp Đức Phật, và sau đó người ta chứng đắc Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A-la-hàm, A-la-hán. Và ông muốn bạch rõ cái sự chứng đắc của mình đối với Đức Thế Tôn, nhưng mà ông không dám. Và ông rẽ lối giữa hàng tứ chúng, không có dám rẽ lối hàng tứ chúng đi vào chùa. Cho nên ông chờ đại chúng ra khỏi rồi, ông đảnh lễ Đức Thế Tôn và ra về hết rồi, ra hết rồi thì ông mới sẽ đi. Và trong cái phút mà ông còn hoảng đó, thì Đức Thiên Vương Đế Thích biết rằng Xuất Phát Bút Thá này có ý định bạch lên Đức Bổn Sư và biết được sự chứng quả nhập lưu của mình. Thì Thiên Vương định thử thách cái ông Xuất Báo Bút Thá, bèn hiện ra đứng trên hư không và cho ông ta thấy và bảo rằng: này Xuất Báo Bút Thá, ngươi hãy là kẻ bần cùng, là kẻ khốn khó, ta sẽ ban cho người một cái kho vàng vô biên vô lượng. Nếu ngươi chịu nói Phật không phải là Phật, Pháp không phải là Pháp, Tăng không phải là Tăng, ta hết quy y Phật, hết quy y Pháp, ta hết quy y Tăng. Nghe vậy thì ông Xuất Báo Bút Thá trong tâm ông biết, ông nghĩ: ông này là ai vậy? Ta là Đế Thích vua trời đáp. Thì vua trời đáp như vậy. Thì ông Xuất Báo Bút Thá để ông nói: hỡi ông mù quáng ngu si, không hiểu biết xấu hổ những lời
ông thốt ra vào hết rằng tôi này khốn cùng, khốn tôi đã đạt đến cảnh an vui, tôi là bậc có đại tài sản. Và chúng ta thấy ở đây người giàu, người nghèo, người cùi, người lỡ ở trên thế gian này không có người nào mà có cái giá trị bằng cái người mà đắc quả Tu Đà Hoàn hết á. Tất cả những người tài sản gì ở thế gian này cũng không bằng một sắc la thấy được cái thấy là vô thường, chứ đừng có nói rằng là đắc Tu Đà Hoàn. Khi nào mà chúng ta thấy mon men được cái thực tại trong đời sống hàng ngày, chẳng có ai đổi được cái niềm tin của chúng ta, chứ đừng nói là Tu Đà Hoàn. Và nó đem đến cái giá trị hạnh phúc cho chúng ta không thể tưởng tượng được. Thì các bạn cứ thực thi lời dạy của Đức Phật xem là nó có đúng không. Chúng tôi đảm bảo là chắc chắn rồi. Mà người nào mà chỉ cần nghe được cái thực tại về mắt tai mũi lưỡi của mình thôi, người đó sống suốt ngày suốt đời không bao giờ thiếu giáo pháp của Đức Phật được. Không thể nào mà ngày đó vị đó không thể nghe pháp của Đức Phật mà vị đó ăn ngon được. Không, lúc nào cũng phải có pháp của Đức Phật đem theo. Đó là điều vi diệu nhất mà bất cứ người con Phật nào khi mà đã nếm được cái hương vị của thực tại một chút trong đời sống ngày đấy. Đó chính là con đường chánh pháp đó. Và ở đây thì Ngài nói là sát tha tha năng si na tha năng hiri ốt tắp bi yang tha năng sút tắp tha năng chát cha ngô chát bánh nhà quê sát tạc măng tha năng giá sát ê tê tha na ác thí ít thí gia bú rí sát sát hoa a đi đít đồ tí tăng hà hút a mô khát tát sát chi quý tăng tính giới tàm quý bằng thí tuệ. Như vậy kẻ phàm phu giàu có nhất mức độ như nào thì họ cũng chỉ có mỗi cái tài sản vật chất ở trên thế gian này, như là cái được gọi là vàng ngọc, màu nhà cửa, vợ con tôi trai tớ gái. Nhưng mà cái đó là cái cột chói của tham, của sân, của si, của ngã mạn, của tà kiến, của sanh tử, của đọa xứ mà thôi. Nhưng mà người con Phật á, thì có 7 cái tài sản này, 7 cái thánh sản này. Còn kẻ phàm phu thì không bao giờ có được. 7 thứ tài sản kẻ trên đây ai mà có được đủ đầy. Giàu nam hay nữ người này chẳng nên. Lấy tiếng vô sản gọi tên đời này chẳng phải hư hèn rỗng không. Như vậy tất cả người trên thế gian này, người nào chưa có 7 tài sản này vẫn là những cái người ngu, người hèn và người giống không. Giống không. Giống không là sao? Thì họ đi tái sanh, họ bỏ lại tất cả và họ trở lại từ đầu thôi. 7 thánh sản này tôi có đầy đủ. Những ai có đủ 7 cái thánh sản này thì chư Phật toàn giác hoặc chư Phật độc giác, chư Phật thánh văn giác không bao giờ gọi họ là kẻ bần cùng vô sản. Như vậy người Phật tử của chúng ta thì sao? Và bất cứ ai mà tu tập giáo pháp của Đức Phật rồi thì giàu là người đó có giàu hay có nghèo, nhưng mà đời sống tâm linh và cái cử chỉ hành động nó vô cùng đơn giản trong cuộc sống. Vô cùng đơn giản trong cuộc sống. Cái người mà tu tập, cái vị sư mà tu tập chạy xe hơi, rồi chùa to Phật lớn ôm giữ, vân vân, không có xả ly, thì mình biết là con đường đó là đọa xứ. Kể cả là người Phật tử hay bất cứ ai trên đời mà hiểu giáo pháp của Đức Phật là cuộc sống của vị đó phải là tối giản. Và vì cái tâm nó tự động nó tối giản.
cái sự an lạc, cái giới hạnh nó đem tới. Nó không thể khác được. Nếu mà mình sống mà càng ngày mình càng tham đắm nhiều là mình biết nó không phải là thánh sản rồi. Thì nghe dứt lời đó, đối đáp của cái ông thiền giác này thì Đức Vua Trời Đế Thích mới từ giã ông, và ở khoảng giữa đường đến cái chỗ ngự của Đức Bổn Sư và thuật lại tất cả những cái lời của ông đã nói với Đức Thế Tôn và phán rằng, Đức Thế Tôn mới phán rằng, này Đế Thích, dầu cho 100 hay 1.000 người như ông cũng không thể nào bảo Sắc Phá Bút Thá phủ nhận Phật Pháp Tăng cho được. Ông Sắc Phá Bút Thá cũng tự mình đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, và sau khi trả lời những cái câu hỏi thân thiện và xã giao của Ngài thì ông bèn đem cái việc mình đắc được quả tu đầu quần mới hướng bạch lên, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Và ông đi không được bao lâu thì bị cái con bò tơ, con bò cái thì nó hút chết dọc đường. Và nghe nói rằng như vậy thì con bò cái ấy thì là một cái lữ dạ xoa. Trong cái tiền kiếp mà chúng ta biết là câu chuyện này thì có 4 chàng thanh niên mà ăn chơi dụ dỗ một cái cô gái để hãm hiếp đã, để bắt đầu không trả tiền giết chết cô ta đó. Sau đó thì với cái nhân duyên đó thì cô thành dạ xoa, và trùng hợp với cái kiếp này thì thành nhập vào con bò và đã hút chất Sắc Phá Bút Thá. Tới đây thì quý vị cũng đã hiểu rồi ha. Sắc Phá Bút Thá thì lúc bây giờ đó thì nghe nói như thế thì cái con bò đó là một cái lưỡi dạ xoa, và tương trần nhằn vào cái cô gái giang hồ đó. Thì cái câu chuyện đó sau khi mà vị tỳ kheo thấy tạo như vậy thì nhiều vị tỳ kheo đem cái việc Sắc Phá Bút Thá vừa từ trần bạch lên Đức Bổn Sư và hỏi ông ấy sanh về đâu, thì do nhân duyên gì mà Sắc Phá Bút Thá bị bệnh cùi. Thì Đức Bổn Sư mới giải thích rằng ông đắc quả tu đầu quần, sanh về cõi trời Đao Lợi, có một cái kiếp ông gặp Đức Phật Độc Giác gọi là Tá Ga Rá Xí Khí, và ông đã phun cái nước bọt lên mình Đức Phật, nên khi mệnh chung phải thọ khổ rất là lâu ở cõi địa ngục, và quả của nghiệp còn dư sót kiếp này mang cái bệnh cùi lỡ nói đó. Và Đức Thế Tôn mới kết luận rằng, này chư tỳ kheo, những chúng sanh ấy lang thang trên con đường hành ác, tự mình tạo nghiệp và tự mình hứng chịu hậu quả đắng cay như thế. Và đoạn thì Đức Bổn Sư thuyết thêm một cái thời pháp cho cao thượng, người đọc lên kệ ngôn là Charanti Balathum Metha Imitte Newa Antana Karonta Papakangamang Yankoti Các tú cấp phần năng, người ngu vô trí trung đàn với kẻ thù địch mưu toan hại mình, là nghiệp ác lúc bình sinh hậu quả cay đắng tự mình mà ra. Không biết quý vị còn nghe không ạ? Dạ thưa, không biết quý vị còn nghe không ạ? À, dạ, tốt quá. Bây giờ nói về nghiệp thì chúng ta biết là tất cả chúng sanh là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, và thế giới này không có một con người nào cả. Các pháp hữu vi chỉ là các tính chất. Quả pháp không phải là con người, quả là những cái thấy, quả thì cũng không phải là sắc pháp, nhưng mà nghiệp thì có thể tạo ra cái sắc pháp như sắc nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn hay là ý căn. Nhưng mà
không phải là nghiệp. Quả là do nghiệp tạo. Cái thấy, nghe, ngửi, nếm đụng xúc chạm của nó, nó cũng là quả của nghiệp. Xa không quý vị? Không có xa. Quả nó luôn luôn tương tác. Nó luôn luôn viên miễn. Tiếp lối. Nó không tách rời được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này đâu. Và khi mà tâm tử tới thì nó cũng là quả. Và nó lại tiếp tục. Như vậy quả nó cũng luôn luôn hiện hữu và hoại diệt. Thế còn nghiệp thì sao? Nghiệp thì là tâm sở tư. Nghiệp là gì? Nghiệp thì không phải là sắc quẩn, không phải là thọ quẩn, không phải là tưởng quẩn, không phải là thức quẩn. Như vậy nghiệp ở trong hành quẩn, đó là điều thứ nhất mà chúng ta cần phải nắm rất rõ. Nghiệp chính là tâm sở tư, và tâm sở tư là một tâm sở biến hành có ở trong tất cả tâm. Như vậy tâm sở tư này không phải lúc nào cũng tạo nghiệp. Tâm sở tư ở trong thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, trong tâm quan sát, trong tâm tiếp thu, trong tâm khai ý môn, trong tâm khai ngũ môn, trong 18 tâm vô nhân, trong 8 tâm duy tác dục giới, trong tâm 8 tâm duy tác, trong 8 tâm quả dục giới, trong tâm, trong 5 tâm duy tác sắc giới, trong tâm 5 tâm quả sắc giới, trong 4 tâm quả duy tác vô sắc giới, và trong tâm siêu thế. Những cái tâm này chúng không có tạo nghiệp đạo. Nhớ nhá, nghiệp đạo không tạo nghiệp đạo. Và lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân, chúng không có tạo ra nghiệp đạo. Và trong những cái tâm thiện mà nó yếu ớt trong đời sống hàng ngày, như chúng ta cầm cái cuốc, cái xẻng, chúng ta tỉa cành, ta cắt lá, hay là trong những cái 12 tâm bất thiện mà nó ở cái dạng phiền não ở trong nội nhãn, nội nhĩ, nội tỷ, nội thiệt, nội thân, hay là những cái thiện ở trong nội nhãn, nội nhĩ, nội tỷ, nội thiệt, nội thân, thì những cái đó chúng không có tạo nghiệp. Cái tư nó không có tạo nghiệp, nó không đủ năng lực của nó. Và trong 12 tâm bất thiện á, thì cái tâm si phóng dật nó cũng không tạo ra nghiệp đạo. Nó chỉ có ở dạng phiền não mà thôi. Như vậy nghiệp đạo nó được tạo ra với 11 tâm bất thiện. 11 tâm bất thiện có thể tạo ra nghiệp đạo. Với lại 8 tâm thiện dục giới, 5 tâm thiện sắc giới và 4 tâm thiện vô sắc giới. Quý vị thích về vi diệu pháp thì chúng tôi sẽ nói tuần tự với quý vị về vi diệu pháp rất là rõ ràng. Rồi sao nữa? Rồi cái tâm mà thiện dục giới hay là bất thiện dục giới, rồi cái ý của dục giới, thì nó tạo ra 3 nghiệp thân khẩu ý. Nhưng mà cái ý mà nó tu thiền định
thì khẩu nghiệp và thân nghiệp chúng không có tạo ra được cái tâm sắc giới. Như vậy tâm sắc giới chỉ có ý nó tạo ra cái nghiệp sắc giới mà thôi. Thì tâm vô sắc giới cũng vậy. Như vậy ý nghiệp mà nó phát triển thiền thì nó tạo ra quả của các cõi thiền. Nhưng mà khẩu nghiệp và thân nghiệp thì chúng không thể tạo ra cái nghiệp của sắc giới hay vô sắc giới được, mà chúng chỉ tạo ra cái quả sanh về dục giới, những cái cõi dục giới mà thôi. Rồi nghiệp thì nó có thể cho sanh về ba cõi, là giới, sắc giới, vô sắc giới. Như vậy chúng ta biết là nghiệp là khác và nghiệp đạo là khác. Nghiệp là khác. Nghiệp là tâm sở tư có tất cả trong các tâm. Còn nghiệp đạo thì nó chỉ cho thiện và bất thiện mà thôi. Thiện và bất thiện. Nghiệp đạo thì chỉ có thiện tạo ra quả thiện và bất thiện thì tạo ra quả bất thiện. Và nghiệp nó ở đâu? Đây sư đang nói pháp chính là nghiệp. Nghiệp thiện. Nếu mà nói sai pháp là nghiệp ác. Nói bây giờ nhiều người nói sai pháp lắm á, nhưng mà người ta vẫn nghe và người ta vẫn cho là đúng, người ta thích lắm. Nghiệp nó không ở đâu xa cả, phải không? Nghiệp cũng ở đây. Như vậy bây giờ chúng ta đang nghe pháp thì chúng ta đang không tạo ra nghiệp gì, không tạo ra nghiệp sắc giới hay vô sắc giới được. Như vậy ở đây có thể là có nghiệp dục giới thiện hay là bất thiện. Vì khi chúng tôi nói pháp với quý vị, cũng có đôi khi là tham sân si nó đang xen cái bất thiện vào cái chỗ đó, cái ý nghiệp. Như vậy để cho chúng ta thấy được rằng là nghiệp là bất khả tư nghị, chúng sanh nên bởi duyên của nó mà không có ai có thể làm được cái gì cả. Nghiệp không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Chính vì nó không phải là ta, không phải là tự ngã của ta, nên là nó có cái chúng sanh nó mới hiện hữu như này, có chúng sanh hiện hữu như thế kia, có những cái chúng sanh nó có cái tư tưởng kỳ quái như thế này, có những cái chúng sanh nó lại có những cái trí tuệ như này, thì đều có do nghiệp. Như vậy nghiệp không có ai tạo ra, nghiệp cũng do duyên mà thôi. Nghiệp do duyên gì? Nghiệp do duyên xúc. Nghiệp chính là hành quẩn đó. Nghiệp do duyên xúc. Xúc nó phát sanh, xúc như nó xúc. Nghiệp chính là tư. Tư thì nó có sáu tư, là sắc tư, thanh tư, hương tư, vị tư, xúc tư và pháp tư, phải không? Đó, xuyên qua sáu căn. Như vậy là nghiệp chính là tâm sở tư. Mà tâm sở tư như vậy thì chúng ta phải nói nè, tâm sở tư chính, nghiệp cũng chính là tâm sở tư, nhưng mà tâm sở tư thì chưa chắc nó phải là nghiệp. Như vậy tâm sở tư nó có ở trong tất cả những cái tâm quả, trong cả bốn giống, tức là giống thiện, giống bất thiện, giống quả và giống tố. Như vậy thì nó mới được gọi là hành quẩn, là như vậy. Hành quẩn nó được gọi, nó là dẫn đầu của hành quẩn. Như vậy hành quẩn. Rồi nghiệp thì nó tạo ra ba nghiệp. Ba nghiệp gì? Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Và nghiệp đạo của bất thiện đó, hay là của thiện đó, thì cái ý nghiệp đó chúng ta biết là
cái ý đó. Một mình nó có thể tạo ra được nghiệp, được nghiệp thiện của sắc giới, của vô sắc giới. Vì sao? Vì cái đó nó bắt buộc phải có trí tuệ rất là mạnh ở nơi tâm. Chính vì vậy là cái trí đó cái ý nghiệp á sư quên cái ý của cái pháp về cái lộ này. Hoặc là ở cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ có thể cái trí này nó mạnh, nó vẫn tạo ra ý nghiệp được. Còn khi mà nghiệp thân và nghiệp khẩu á, chúng ta cần phải có cái điều kiện ví dụ như là chúng ta bố thí hay là có đối tượng chúng ta đánh đập này kia thì mới tạo ra cái nghiệp đạo được. Còn mà chúng ta nghĩ nhưng mà chúng ta chưa nói ra, chúng ta nghĩ ác nhưng mà chúng ta chưa nói ra những cái lời ác, những cái bất thiện đó, thì nó không trở thành nghiệp đạo, mà nó chỉ là ở cái dạng phiền não thôi. Ở cái dạng phiền não, chúng ta nghĩ ác đối với người này nhưng mà chúng ta chưa nói ra, hay chúng ta muốn đánh đập cái người này nhưng mà chúng ta chưa có hành động, thì nó không trở thành nghiệp đạo, nhưng mà nó là phiền não. Nó phiền não. Vậy là phiền não, nó có phiền não, nó có cái cấp độ đó mà nó tăng cường suy nghĩ cái đối tượng và chấp thủ, bắt đầu nó mới tạo ra cái nghiệp nghiệp đạo này. Chính vì vậy mà phiền não nó rất là nguy hiểm. Phiền não nó rất là nguy hiểm. Và kẻ ngu thì sao? Kẻ ngu thì luôn luôn nuôi tự ngã, ý niệm về ngã. Chính vì ý niệm về ngã đó nên là sanh ra chấp thủ. Từ thủ nó mới sanh hữu. Nghiệp hữu nó tác thành. Nên là người ngu si thiểu trí. Người ngu si thiểu trí là sao? Tự ngã thành kẻ thù. Người ngu si thiểu trí là không thấy được pháp hữu vi là vô thường, không thấy được pháp hữu vi là khổ, không thấy được pháp hữu vi là vô. Vẫn là chấp thủ cho rằng cái này là tôi, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi.
không hiểu được. Cái khoảnh khắc thấy, khoảnh khắc nghe chỉ là cái quả của nghiệp rất là chóng vánh, mà do chính những cái phiền não hay là những cái thiện này nó tạo lên, rồi nó cũng diệt đi ngay. Mà kẻ ngu thì ôm giữ cái âm thanh đã diệt rồi, ôm giữ cái hình bóng của cái âm thanh, của cho rằng cái người đó đã chửi tôi, đã mắng tôi, và ghim gúc với cái tự ngã, cho rằng cái thân này, những cái cảm giác cảm thọ mà khi nó phát sanh đó, cho rằng người đó làm cho tôi khổ, tôi buồn, mà không biết được rằng cảm thọ này cũng vô thường, không có một cái tôi, một con người nào đó, nó chỉ do cái duyên xúc như vậy sanh khởi và hoại diệt. Là rỗng không? Chính vì vậy người ngu si thiểu trí, tự ngã thành kẻ thù, làm các việc không thiện. Làm các việc không thiện ở đây là gì? Là sắc sân, là trộm cắp, là tà dâm, là nói láo, nói dối, nói hai nửa, nói đâm thọc, là tà kiến, là chém giết, nói những lời mạ lì ác độc, bằng những cái tâm tham, sân, si, mạng, ganh tị, tật đố, vân vân. Nên phải chịu quả đắng cay. Quả đắng cay là gì? Quả đắng cay cũng chính là lại phải nghe lại những cái điều ác độc đó, nghe lại cái sự đánh đập, hay là cái thân tướng nó xấu xí, nó cùi lỡ, nó đen đúa, nó câm ngọng, nó đuôi điếc ở trong cuộc đời này, nó thiếu ăn thiếu mặc, nó đói khát, nó sợ hãi. Nhưng điều đó có quan trọng không? Không quan trọng gì cả. Vì khi mà đã sanh vào địa ngục rồi thì nghiệp nó cũng cho vui vẻ trong địa ngục, thống khổ trong địa ngục, nó vẫn chịu được hết. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải hiểu, Chẳng có ai cả. Do vậy, sanh tới sanh lui nó cũng nhàm chán. Ở địa ngục thì chúng chỉ là những cái âm thanh, nghe những cái âm thanh thống thiết. Cuộc sống của chúng ta cũng nghe những cái người la hét, giết cha, giết mẹ rùng rợn. Và những cái âm thanh mà ngọt ngào thì nó cũng không ích lợi gì cả. Nó chỉ làm cho chúng ta đắm nhiễm nữa mà thôi. Âm thanh chỉ là âm thanh. Và cuộc sống thì nó vô cùng ngắn ngủi. Với cái bản chất thật của nó, cuộc sống này nó cứ tiếp diễn cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái chạm đó. Hết đời này qua đời khác, hết kiếp này qua kiếp khác, hết ngày này qua ngày khác, hết khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác. Chả có gì thêm nữa cả. Các bạn có tìm thấy gì ngoài cái màu, cái mùi, cái vị, cái sắc, cái thinh, cái hương, cái cứng, cái mềm, cái nõng, cái lạnh ở thế gian này? Có không? Không có. Nó không phải là địa ngục ư? Nó chính là địa ngục đó.
Nếu ai đắm nhiễm vào nó, chấp thủ nó thì trở thành địa ngục thôi. Có phải là chúng ta thích những cái màu sắc qua mắt, âm thanh qua tai mà chúng ta tạo những cái ác nghiệp không? Ngày nào chúng ta bỏ về, bỏ bê cái khoảnh khắc này thì làm sao chúng ta thoát khỏi địa ngục, làm sao thoát khỏi được nghiệp và quả của nghiệp. Nên người ngu cứ đắm mãi trong cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Nên không còn nhận ra được các cái tính chất hữu vi, vô thường, khổ, vô ngã này. Chúng ta chưa thấm mệt ư? Có cái gì ngoài những cái nghĩa địa đâu? Nhà của các bạn là nghĩa địa. Chỗ nào có chúng sanh là chỗ đó có nghĩa địa. Ra rồi nghe ngửi đếm được xúc chạm rồi chấp thủ cho cái này cái kia là tôi, là của tôi, mà cũng chỉ nhiêu đó rồi chết. Đó là kẻ ngu. Và trước khi ra đi hãy hiểu thế gian này là gì thì nó nhẹ lắm. Thế gian này là gì? Thế gian chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc, chạm, cứng, mềm, nóng, lạnh. Bạn tham cái gì đó, cái đó phải là một sắc hay là một danh, một cảm thọ. Bạn tham cái đó phải là một âm thanh đã qua hay một cái nghe đã qua. Như vậy thì cứ tham những thứ vô thường này sao? Nhưng đó là sự thật của thế giới này. Mà Đức Phật đã dựng lại những cái gì bị quăng ngã xuống. Những cái gì bị quăng ngã xuống, tức là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng này bị đời quăng ngã xuống, cho chúng là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Khái niệm về thân thể con người, những cái khái niệm nó che phủ cái vô minh, nó che phủ cái tính chất của các pháp này. Ngài dựng lên cho biết được chúng là khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ. Nên người ngu không có hiểu biết nên là tự ngã thành kẻ thù. Chấp cái màu đó qua rồi, không có được đó thì buồn rầu bất ức, vân vân. Có phải là suốt đời chúng ta đi tìm kiếm những cái màu mùi vị cứng mềm nóng lạnh mà nó vô thường không? Rồi có phải suốt đời chúng ta cho rằng đối tượng thị giác này là ai đó, là con người nào đó không? Âm thanh cũng vậy thôi. Và có phải là từ đó chúng ta tạo các nghiệp không? Và rồi chúng ta mong ước có mình trong kiếp sau nữa. Để hưởng cái gì? Có cái gì đâu để mà hưởng. Cái mà xúc chạm nó chỉ là cứng, là mềm, là nóng, là lạnh. Nó đâu phải đàn ông, đàn bà đâu. Đàn ông, đàn bà chúng ta chấp thủ nó nóng tưởng thôi.
cái mà chúng ta là những nghe những cái âm thanh này âm thanh kia suốt cả ngày mà chúng ta có nhận ra nó đâu, đúng không? Cái mà chúng ta thích thú trong mùi thì mùi nó vừa chạm nó bay đi, nó tan biến đi, chứ có ai ở đó đâu, phải không? Nhưng mà sao? Nhưng mà không có người nói lên. Chúng ta cứ học pháp mãi rồi chúng ta vẫn thấy rằng làm sao mà chúng ta có được sự an lạc nữa. Làm sao mà chúng ta thấy pháp cái kiểu mà chúng ta học cái kiểu đó được, phải không? Bạn kể cho chúng tôi đi, có cái gì trong cuộc sống này mà chúng ta khéo nhìn ra mà nó không phải là uẩn, là xứ, là giới, là đế mà Đức Phật dạy không? Đức Phật dạy rất là thiết thực hiện tại, chứ đâu phải là ở trong cuốn kinh không đâu. Nhưng mà chúng ta luôn luôn quên về nó. Nghiệp cũng đang ở đây thôi, phiền não cũng đang ở đây mà thôi. Quả thì nó cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng trong đời sống một ngày, nó chính là quả của nghiệp đó. Tại sao mà đang dịch Covid nhiều người đói khổ mà chúng ta này ăn ngon, chúng ta này được nghe pháp vi diệu như vậy? Đó là quả của nghiệp đó. Nó có xa không? Nó xa đâu. Nó rất là thiết thực. Nghiệp ở đâu? Chính là tâm của chúng ta, tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả đó. Nghiệp ở đâu? Tức là chúng ta đang cho đi những cái lời nói thánh thiện, chúng ta đang cho đi cái vật phẩm, chúng ta đang gìn giữ giới hạnh. Nghiệp đó chứ ở đâu? Nhưng mà luôn luôn phải nhớ rằng Đức Phật dạy tất cả pháp hữu vi dầu là trí tuệ thì nó cũng vô thường, khổ và vô ngã, không đáng để nắm giữ. Trí tuệ không phải là của mình, trí tuệ chỉ là trí tuệ thôi. Trí tuệ do duyên của trí tuệ sanh rồi trí tuệ diệt. Cái thấy do duyên của cái thấy sanh, cái thấy diệt. Cái nghe do duyên của cái nghe sanh, cái nghe diệt. Âm thanh do duyên của âm thanh sanh khởi, âm thanh diệt. Không có cái âm thanh nào là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi cả. Hãy luôn luôn nhắc nhở mình về ba cái pháp ấn này trong đời sống hàng ngày để chấm dứt tất cả mọi cái phiền não, tà kiến, lậu hoặc, để không còn nghiệp nữa. Và tái sanh là đau khổ. Vì không có ai sanh ra cả, mà chỉ có những cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ở sông, ở biển, ở hang, ở hố, ở hốc, ở nhà, ở hầm cầu, cầu tiêu, nhà tắm, ở gì, ở những cái xác chết, ở cõi trời, cõi giết, chúng sanh ra thì chúng cũng vẫn hoại diệt. Không có đáng cái gì để bám víu vào hết. Chỉ có Niết Bàn là pháp tịch diệt mà thôi. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ rồi. Phước báo phát sanh nên kính dâng đến tất cả chư Đức Tăng, kính dâng đến tất cả chư Thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền, cùng với tất cả thân bằng quyến thuộc và tất cả những người dân ở Việt Nam, nhất là Sài Gòn, cùng với trên thế giới, được tai qua làm khỏi, qua khỏi được cái bệnh dịch, được bệnh dịch sớm, được mau chóng, được tiêu diệt, để cho được sự an lành. Kính chia phước này đến tất cả chư Dạ Xoa Long Vương, Càng Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula Dúa và tất cả quý cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần, ở xa, ở khắp mọi nơi. Xin quý ngài, quý vị tùy hiện phước báo thanh cao này và có niềm tin chân chánh nơi giáo pháp của Đức Phật, sớm thấy nước tứ thánh đế thánh đạo ngay trong đời sống bình nhật của mình, để xứng đáng là con của Đức Thế Tôn vô thượng. Và nhất là phước này con cũng vậy, nguyện trở thành, nguyện là pháp ba la mật, là trí tuệ chứng đắc tứ thánh đế thánh đạo ngay trong kiếp sống này và trong chánh pháp của Đức Thế Tôn vô thượng này. Vì chánh pháp hy hữu mới có Đức Phật ra đời, mong cho con thành tựu đầy đủ minh và hạnh, xứng đáng là con của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Bụt Thầy nhé. Dạ, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe để hiểu rõ và cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân
Đại Đức Tuệ Nhẫn. Và con kính thỉnh Đại Đức Tuệ Nhẫn chúc phúc cho Rum chúng con được trọn vẹn phước báo vì Thượng Tọa Minh Hạnh đã rời Rum. Và con kính dâng mít đến sư. Vatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba bhutanu pavena sarasoti pavantu te vatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba thammanu pavena sarasoti pavantu te vatu sabba mangalang rakhantu sabba devata sabba sankhanu pavena sarasoti pavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Xin nhân quả có tâm tính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.